xem nó có khít không. Bóc ra. Thằng xin nó dính chặt thế nhỉ. Tổ cái hàng PVD nó bóc phát ra ngay. Đấy, nó ra. Rất cao lên. Cộng lên. Kìa, góc chưa tròn kìa. Chưa vuông. Ờ. Quay ra này. Trên này nó đang há toát này. Đấy, cả bên kia nó dịch sạch sang bên kia. Trái phải. Đấy, cầm như này. Nâng một đầu lên. Thế quái thai, nâng tôi nâng được cao quá rồi, xuống đi. À, lên một đầu cho nào. À. Xuống đi em ơi, xuống vừa thôi, đứng cho cao. Ơi. Rồi, đứng nguyên nhá. Đi. Lưng cao quá rồi. Con này cao quá rồi. Ồ, không được, ok. Bạc bạc. Địt mẹ, nó đéo có gì đâu, thằng ấy này, cho cái. Thằng này cái vóc mệt lắm. Cứng ấy. Lại một phát là một là chết, một là lướt đi, hai là được. Sai sót. Không có cái giá đỡ ở đâu. Đúng rồi. Làm chế cái giá đỡ thì chật cố. Đấy đúng rồi. Thôi thôi, vừa thôi. Kia máy cái hơi tích đấy vào luôn. Rồi. Màn này gọi là cục. Tiền nào nó lấy. Ép là ok rồi. Vì anh vô ông ép cái máy 30 triệu còn đéo biết ép thì hở hết hóa. Không biết lấy giữ cưỡng ấy. Đấy. Phải biết ép chứ, có phải là ép góc mà ngon đâu. Biết này cứ thì mới ép được. Không được, ép hở giáp man luôn. Toàn ly luôn. Nhìn cái vãi đáy. Phải ép góc hở ly. Có đi nắp thị trường. Khóa rồi, khóa rồi. Làm cái cao hơn rồi. Thằng em nó đứng dưới bức xoay. Phần này ngon này.
bọn đấy nó có cái gì tệ làm nghề sắt nó đéo hàn được cái giá em khóc. Hai cánh. Mãi mới đường bộ. Giá thì cần đặt đủ nó là được. Tăng cao phải đo đúng không?